Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Từ Sơn, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11, Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Từ Sơn tổ chức ngày hội nhà giáo cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động năm học 2022-2023. Các đồng chí Ngô Minh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố đã đến dự. Tham dự ngày hội có gần 1.600 vận động viên của 58 đoàn đến từ các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở và đoàn vận động viên của phòng giáo dục đào tạo tham gia thi đấu 7 nội dung, gồm cầu lông, bóng bàn, chạy tiếp sức, kéo co, chèo thuyền trên cạn, nhảy bao bố và bắt vịt. Đây là một hoạt động thể thao lớn đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và người lao động trong toàn ngành trên địa bàn thành phố cũng là dịp để tuyển chọn các hạt nhân vận động viên tiêu biểu để tham gia các giải thể thao dành cho cán bộ giáo viên ngành giáo dục của tỉnh Bắc Ninh, là cơ hội để các nhà giáo thể hiện năng khiếu sức mạnh của bản thân trong các môn thể thao, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, dạy học của toàn đội ngũ. Qua ngày hội nhằm phát hiện tuyên dương nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của mỗi trường, mỗi địa phương thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo. Kết thúc ngày hội ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn khối mầm non cho trường mầm non Tam Sơn 1, khối tiểu học cho trường tiểu học Đồng Nguyên 1 và khối trung học cơ sở cho trường trung học cơ sở Đông Ngàn cùng nhiều giải khác.